Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình lại giới thiệu về cây trà là nha các bạn. Qua một thời gian gián đoạn vì dịch nên không có nhập hàng được, nên mình tạm gián đoạn cây giống trà là một thời gian. Hôm nay thì mình có lại rồi. Mình quay lên thì cho cô bác anh chị em nào có cần trồng cây trà là thì bên vườn em có rồi, có giống rồi đó. Anh chị em nào có cần trồng giống trà là thì liên hệ với em. Đây, cây giống xanh tốt nha cô bác anh chị. Số lượng thì cũng giới hạn thôi chứ cũng không có nhiều như mọi lần trước. Tại vì bây giờ nhập hàng nó cũng khó quá. Anh chị nào mà có dặn giống em đó mà em hết hàng đó thì bữa nay em có lại rồi nè. Anh chị có cần trồng thì liên hệ với em qua số điện thoại để dưới phần mô tả. Bên vườn em ngoài trà là em còn bán đủ các loại giống nha cô bác anh chị. Đây cà na nè, cà na này anh chị nào có cần mua cây cà na mà để vô chậu mà làm cảnh đó, rồi cái mình để mình sử dụng mình ăn trái luôn. Bên em cũng có cây cà na lớn nhỏ đủ cỡ hết, cây giống cũng có, cây lớn cũng có. Như cây lớn gì nè, nó có bông rồi mình bứng vô chậu cái mình để mình trồng, vừa làm cây cảnh mà vừa ăn trái được luôn. Hàng này em bán đủ loại luôn, cây lớn có, cây nhỏ có, nhánh củ tỏi có, số lượng nhiều. Anh chị em nào có cần thì liên hệ với em. Vườn em là đủ thứ các loại giống luôn, cây kiển, bông, bông trang các loại luôn nha cô bác anh chị. Rồi em chia sẻ bao nhiêu đó với cô bác anh chị. Hay có cần trồng trà là, bông trang ha, hoặc là trồng cây kiển gì thì liên hệ với em. Em chào cô bác anh chị.